review mì sấy phô mai. Cái này là món mì dành cho trẻ em cả nhà. Mì sấy với lại phô mai. Mời anh em. Mì này ăn sống nó khá là giòn luôn cả nhà. Và nó được tẩm một lớp phô mai á. Khi mình ăn nó giòn giòn và nó thơm cái vị phô mai khá là ngon luôn cả nhà. Review kẹo sách nến ngộ nghĩnh. Wow. Nhiều màu sắc khác nhau nha. Cái kẹo này khá là thơm, khi mình nhai thì nó thơm cái mùi vị của kẹo Singom đó cả nhà, khá là thơm luôn á. Review kẹo bút chì. Hình dáng ba cái bút chì này cả nhà. 1 2 3. Ba cái bút chì của mình này cả nhà. Cái này là kẹo Singom nha. Khi ăn thì nó hết ngọt thì mình nhả đi nha.